Haru xin chào mọi người. Và hôm nay thử thách của Haru đó chính là đi tìm những dụng cụ tô màu cho bức tranh ông già Noel. Haru bây giờ sẽ tô cái túi quà của ông già Noel đi nha. Haru sẽ chọn công cụ rồi đây. Bên trong đây là cái gì nữa? Chọn chữ gì? Biết chọn chữ A. Đây coi là cái gì? Bạn chạy đánh răng. Sao tô màu còn chạy đánh răng được? Ôi khó tô quá. Ôi tô bằng bằng chạy nó lên tùm lum à. Nó còn văng ra bên ngoài nữa. Tiếp theo Haru sẽ tô cái nón đi. Tô cái nón bằng công cụ gì đây? Chữ gì đây? Chữ D đi. Chữ giờ. 1, 2, 3 đó là cái gì? Ta-da. Cái bàn tay. Tô màu bằng bàn tay. Trời ơi. Ồ, nó lem ra bên ngoài rồi. Ngón tay bự quá. Thôi cái nó bị lem quá trời lem luôn. Bây giờ tiếp theo Haru sẽ tô đôi giày đi. Đôi giày Haru sẽ chọn nguyên liệu gì đây? Không phải nguyên liệu mà là công cụ. Chữ H, chữ G, chữ C, chữ Z. Ta là chép là gì nhá? 1, 2, 3 chép. Hả? Cái này là cái vá xới cơm. Trời ơi, sao tôi mà có cái vá xới cơm được? Trời ơi, khó tô quá. Cái chuông để coi tô chuông bằng cái gì nhá. Cái chuông bằng cái gì đây? Chữ G. Cái gì đây? Cái nhẹ. Tiêu luôn rồi. Ôi không tô được. Sẽ tô quần áo cho ông già Noel đi. Cái gì đây? Chữ gì? B, C, E, H. Chữ C. Ta-da, ta-da, ta-da. Cọ vẽ. Yeah. Cọ vẽ là chính xác rồi đó. Chọn cái gì nha. Hay là chọn chữ H đi. Không, không chọn chữ H. Không chọn chữ H. Chọn chữ E đi. 1, 2, 3 chữ E là gì? Ta-da. Tăm bông. Tăm bông right tie. Thôi, cũng tao được á. Đã hoàn thành xong thử thách của mình rồi. Nhìn bức tranh của Haru cũng ổn áp cầu giao điện đúng không? Hơi ghê chút xíu. Chúc mọi người Noel năm nay sẽ được rất là nhiều quà từ ông già Noel. Chào mọi người, Giáng sinh vui vẻ.